anh cùng người ấy, làm tim em đau biết mấy. Tại sao anh dám cắm sừng em? Con nhỏ này có gì hơn em chứ? Hơn chứ. Cô ấy xinh đẹp và hiền hơn cô. Với lại nhà cô nghèo nên tôi không thích. Vâng, nhà tôi nghèo, thế nhà con nhỏ này chắc giàu. Mượn nợ khắp cái làng Liên Quân này ai mà không biết. Cứ tỏ ra mình là giàu thật đấy. Ê, cái con nhỏ kia, mày về nhà mà coi lại gương đi. Người như mày làm gì góc cửa với anh ấy chứ. Còn hơn cái thứ đi mượn nợ như cô. Cô? Mặc kệ người khác nói gì về em cứ yên tâm, anh sẽ đứng về phía của họ. Chúng ta đi thôi em. Các người bắt nạt ta. Có chuyện gì mà khóc vậy? Ây da, ở lớp ai bắt nạt Alice à? Dạ, chuyện là bạn Alice bị anh Enzo cắm sừng á cô. Cắm sừng? Tại sao nó dám làm vậy? Ổng chê Alice vừa xấu vừa lùn, mà nhà không có giàu nữa. Nhà nghèo? Được rồi, nó chê nhà cô nghèo cô chấp nhận. Vậy đối với nó như thế nào mới gọi là giàu hả? Như thế nào mới gọi là giàu? Dạ, cái này cô đi hỏi ổng đi, cháu đâu biết đâu trả lời. Alo, tôi nghe nè bà. Bà lo bà dạy cái thằng con yêu dấu của bà đi nha. Dám cắm sừng con gái tôi hả? Đừng có để tôi qua tôi cắm con dao vào não nó nha. Ui, được rồi. Tôi mới nhận được thông tin rồi, để đó tôi xử lý cho. Bà coi làm gì bà làm đi á. Không xử lý là không xong với tôi luôn à. Cô là bạn gái mới của con trai tôi sao? Dạ, cháu chào bác ạ. Tôi đã điều tra sương sương về gia cảnh của cô. Ngoài cái vẻ ngoài xinh đẹp này thì cô có một đống nợ chưa trả hết đúng không? Cô tiếp cận con trai tôi là muốn lợi dụng nó để nó trả hết nợ cho cô đúng không? Tại sao một người quý phái như bác lại có những cái suy nghĩ như vậy ạ? Cháu là thật lòng với anh Enzo. Thật lòng? Lòng của cô bao nhiêu một ký? Nói cho cô biết, tôi sống gần một nửa đời người rồi. Ba cái trò gian mảnh như cô không qua mắt được tôi đâu. Cầm lấy cái này và cút khỏi cuộc đời con tôi. Còn tưởng phu nhân hào phóng như thế nào, hóa ra chỉ có từng này thôi sao. Như vậy mà còn dám chê ít sao? Từng đó đủ để cho cô trả nợ đấy. Đối với mấy cái loại mà giả làm Bạch Liên Hoa, dụ dỗ đàn ông, âm mưu gả vào trong gia đình hào môn, tôi gặp nhiều rồi và cũng đã xử lý nhiều rồi. Khôn hồn thì cầm tiền và cút đi. Đừng để tôi phải đóng cái vai phản diện trong cái cuộc đời mờ nhạt của cô. Suy nghĩ cho kỹ càng vào. Tôi đi về đây. Mẹ, sao mẹ lại khóa hết thẻ của con lại? Không khóa lại, để cậu mang tiền của tôi đi nuôi con hồ ly đấy à? Violet không phải là người như mẹ nghĩ đâu. Từ lúc con quen cô ấy đến giờ, chưa bao giờ cô ấy nhận của con một đồng nào cả. Người như nó thì một ít tiền đó chưa là gì đâu. Nó đang thả con cá nhỏ để bắt con cá lớn đó. Con nhỏ đó không xứng với con. Mẹ chỉ đồng ý Alice thôi. Mẹ, mẹ lúc nào cũng muốn môn đăng hộ đối, nhưng mà lại ép con quen Alice. Rốt cuộc mẹ có ý gì? Ép? Ngày trước là ai một hai đòi quen Alice hả? Rồi bây giờ lại quay qua cắm sừng nó. Tại vì con đã chán Alice lắm rồi. Nếu mẹ không đồng ý cho con và Violet, con sẽ không về nhà này nữa. Giỏi lắm, đủ lông đủ cánh rồi. Bây giờ cãi cha cãi mẹ chứ gì. Được rồi, đi đi. Để tôi chóng mắt lên xem nó không có tiền của bà già này thì con nhỏ đấy sẽ ở bên cạnh cậu được mấy ngày. Ủa, anh Enzo đây sao? Nghe nói anh vì con nhỏ này mà cắm sừng bạn tôi, lại còn bỏ nhà ra đi nữa hả? Trời ơi, mới có mấy ngày mà trông anh tàn tạ thế kia à? Nhìn đủ rồi đấy, về lớp mà báo lại cho Alice đi. Cô ta kêu mấy cô đến đây để cười cợt tôi đúng không? Nè, anh bị ảo à? Alice thôi hả? Bây giờ chỉ cần nghe tên anh thôi là nó đủ thấy phiền rồi. Thôi, tôi đi về lớp đây. Nhìn hai người chướng mắt quá. Thật là bực bội quá. Anh thấy tụi nó chế giễu em không? Đến bao giờ anh mới chịu về nhà vậy? Chờ cho mẹ anh không còn ngăn cản chúng ta. Bà ấy thương anh lắm. Nếu anh không chịu về, bà ấy sẽ mềm lòng mà năn nỉ anh về thôi. Lúc nào cũng chờ. Tiền tiết kiệm của em xài gần hết rồi đó. Anh mau kiếm cách nào đi, sắp chết đói tới nơi rồi. Anh biết rồi. Là cô đã mách mẹ tôi chuyện giữa tôi và cô đúng không? Tôi không rảnh. Mẹ tôi chỉ tin mỗi lời cô không nói thì ai nói? Này,
Chuyện này cả trường này cũng biết nhá. Với lại tai mắt của mẹ anh ở đây không phải để cho vui đâu. Cô tốt nhất là đừng nên nói gì hết. Tôi đã hết tình cảm với cô rồi. Dù thế nào tôi cũng không quay lại với cô đâu. Đâu, anh làm gì vậy? Bỏ ra. Bỏ tay cô ấy ra. Cậu đang khiến cô ấy khó chịu đó. Em không sao chứ Alex? Dạ không. Enzo, để tôi thấy cậu làm như vậy với Alex lần nữa là tôi bẻ gãy cái tay của cậu đó. Để anh đưa em về lớp. Anh là ai vậy? Sao anh lại giúp em? Anh là thành viên của câu lạc bộ F1. Hôm nay có việc ở trường của em. Đúng lúc đi ngang qua đây thì gặp chuyện ngứa mắt, nên anh ra tay chính nghĩa thôi. Trời ơi, anh đúng là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà em đã từng gặp á. Ôi sợ bà nội nè. Nãy giờ cầm chích mẹ luôn á. Tôi tưởng tôi bé bóng gửi bà.